đây rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, em không biết là hôm nay anh định giới thiệu cho em cũng như quý vị khán giả món ăn gì, mà em thấy anh Huy chuẩn bị thịt xay nè, giò sống, có cả tôm và giá hành thánh nữa. Nghĩ nãy giờ mà em không nghĩ ra đó anh Huy. Món ăn hôm nay rất đặc biệt Ngọc Hương à, em không thể nào đoán ra được đâu. Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả đây một món ăn rất là đơn giản, chúng ta chế biến rất là mau lẹ mà đặc biệt là thơm ngon. Nguyên liệu thì rất là dễ tìm, có thể mua bất kỳ chợ nào và siêu thị nào cũng có bán tất cả các nguyên liệu và gia vị này. Nhưng mà điều em muốn biết nhất, anh Huy chưa có chịu tiết lộ, đó là tên của món ăn đó anh Huy. Thôi được rồi, Ngọc Hương không phải chờ đợi lâu nữa đâu. Anh sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương và quý vị một món ăn rất là ngon, có tên gọi là tôm chiên hoành thánh. Kính thưa quý vị, như lúc đầu đã nói thì món này rất là đơn giản. Để chế biến được món tôm chiên hoành thánh, chúng ta chỉ cần có một ít tôm sú, dao hoành thánh, hành lá, cà rốt, thịt xay, giò sống, bột gạo, dầu ăn, đường, tiêu, muối, hạt nêm Aji ngon và sốt trứng gà tươi Lisa. Trước hết là phần sơ chế, Ngọc Hương chắc chắn là còn nhớ cái cách lấy chi tôm rồi đúng không? Dạ. Em phụ anh nha. Chúng ta sẽ lấy chi tôm bằng cây tăm này. Đây, đây là bài cũ đúng không? Mình có lọc vỏ tôm không hả anh Huy? Đúng rồi, sau khi lấy chi tôm thì anh em mình sẽ cùng nhau lọc vỏ tôm. Dạ, em lọc vỏ cho. Ngọc Hương bỏ đầu luôn. Bỏ đầu luôn. Chừa đuôi cho anh. Dạ. Xong rồi nè anh Huy. Bây giờ thì mình làm cái gì hả anh? Chúng ta sẽ cắt cái bụng tôm. Đây, một chút xíu ta để cái tôm dẹp ra như thế này. Dạ. Còn cái đuôi thì xe ra. Đó, về chiên là mới đẹp. Đây, anh sẽ xẻ hết toàn bộ bụng tôm. Chúng ta sẽ ướp tôm ha. Dạ. Nhưng mà lưu ý một điều là phải để tôm thật là ráo nước Ngọc Hương nhé. Bởi vì khi mà chúng ta để tôm thật là ráo nước như thế này á, thì khi mà chúng ta cho cái nhân vô á, nó có cái độ bám, cái độ dính và sẽ không có bị rớt ra trong khi mà chúng ta chiên. Nêm với một ít tiêu nè. Dạ. Một chút xíu hạt nêm Aji ngon. Aji ngon. Hương đảo đều lên giúp anh nha. Dạ. Cà rốt anh Huy sẽ sắc sợi. Dạ. Thật là nhuyễn. Đầu hành lá Huy sẽ đập dẹp một chút xíu, băm nhuyễn để chúng ta ướp. Anh sẽ cho thịt xay vô nè, giò sống vô, cà rốt sắc sợi, anh Huy cho vô luôn nha. Chúng ta sẽ nêm một ít tiêu nè, đường nè, một ít xíu muối nữa, chút xíu muối, Aji ngon nè. Đây Ngọc Hương, chúng ta sẽ trộn đều như thế này nha. Dạ. Bây giờ thì mình làm giai đoạn nào tiếp hả anh Huy? Anh Huy sẽ sắc da hoành thánh ra sợi nhuyễn Ngọc Hương. Dạ. Đây. Nhuyễn giống như là mình sắc cà rốt đúng không? Đúng rồi Ngọc Hương à. Bây giờ chúng ta sẽ dùng bột gạo chế nước vô, khuấy sạch sạch để chúng ta sẽ lăn bột gạo qua và chiên. Ngọc Hương biết sao chúng ta dùng bột gạo không? Không biết nha anh Huy ơi. Anh sử dụng bột gạo lăn qua chiên lên thì đảm bảo sẽ rất là giòn và ngon hơn cho món này đó. Vậy thì quý vị khán giả hãy cùng lưu ý điều này với Ngọc Hương. Đối với món tôm chiên hoành thánh, chúng ta sẽ sử dụng bột gạo. Như vậy thì sau khi chiên, tôm sẽ được giòn và ngon hơn. Một điều lưu ý chút xíu nữa, đó là Ngọc Hương phải biết tiết kiệm thời gian. Bây giờ trong lúc mà anh khuấy bột gạo nè, anh sẽ bắt cái chảo dầu lên trước. Bắt cái chảo dầu lên, đúng rồi. Đây, chảo dầu. Em mở lửa đi nha. Đây Ngọc Hương coi cái độ sệt của bột nha. Dạ. Bột gạo chúng ta khuấy sạch sệt như thế này được rồi, đừng có lỏng quá thì khi mà chúng ta nhúng vô nó bị không có dính á. Dạ. Mình cho một ít nước vô bột gạo rồi khuấy lên như thế này. Đúng rồi. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cho nhân đã thấm gia vị vô phía dưới bụng của con tôm. Dạ. Như vậy. Mình nhét nhân vào bụng tôm như thế này. Khi mà chiên lên thì em nghĩ con tôm sẽ rất là ngon. Nhúng qua bột gạo nhúng ha. Bột gạo nè. Dạ. Sau đó anh sẽ lấy phần hành thánh lắp đều lên như thế này. Dạ. Chừa cái đuôi tôm lại đúng không anh Huy? Tôm. Em coi dầu thử là nóng chưa nha. Được chưa anh Huy? Được rồi đó Ngọc Hương. Đó, bung ra như vậy rất là đẹp đó Ngọc Hương. Khi nào vàng thì vàng là con tôm của mình đã chín đúng không anh? Đúng rồi. Công nhận
nhận là món này nhìn thôi thì đã bị hấp dẫn rồi đó anh Huy. Bởi vì màu đỏ của tôm nè, màu vàng, tươi luôn của hành thánh, nhìn hấp dẫn quá. Rất là giòn Ngọc Hương à. Bây giờ là chỉ còn xếp ra đĩa như thế này để trình bày cho nó đẹp mắt nè. Dạ. Anh Huy ơi, xong hết rồi. Bây giờ thì em ước gì ở đây có sốt trứng gà tươi Lisa. Bởi vì sốt trứng gà tươi Lisa ăn với món này thật là tuyệt vời. Đây, anh chuẩn bị sẵn hết rồi. Anh Huy thiệt là chu đáo nha. Món này chúng ta dùng nóng và chấm với sốt trứng gà tươi Lisa thì đúng là rất là hợp gu, đúng không? Dạ. Con nào đẹp nhất ta? Cho em con này đi anh Huy. Rồi, cho em con này. Đừng quên chấm một miếng sốt nha. Dạ. Cảm ơn anh Huy. Nóng hổi luôn. Anh Huy ơi, giòn tan trong miệng, tôm và thịt rất là đậm đà với những gia vị đã nêm, đặc biệt là chấm với sốt trứng gà tươi Lisa. Món ăn đã ngon lại càng thêm hấp dẫn đó anh Huy. Những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày mong chờ những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả để chương trình mỗi ngày một hấp dẫn hơn. Hãy gửi thư về hộp thư số 1 Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.